cải tạo căn phòng cũ của con gái, ông bố hô biến thành phòng công chúa khiến ai cũng suýt xoa. Mới đây, một ông bố trên Top Top đã khiến nhiều người không khỏi suýt xoa khi hô biến căn phòng cũ của bình rượu mơ trở nên lộng lẫy như phòng công chúa. Theo đó, người bố đã lên ý tưởng thiết kế bằng cách phá dỡ những bức tường không cần thiết và xây dựng ngăn vách phù hợp. Sau một thời gian tự thi công, ông bố của Năm đã biến căn phòng cũ xấu xí trở nên đẹp đẽ hơn nhiều với tông màu hồng, các đồ dùng có hình Hello Kitty. Một không gian rộng rãi được ngăn cách giữa chỗ ngủ và chỗ chơi bằng hình con gấu trông khá dễ thương. Bàn học bài, kệ sách, tủ áo quần và các đồ dùng của bé cũng được ông bố đầu tư khá kỹ lưỡng, theo tông màu mà bé yêu thích. Đoạn clip ghi lại quá trình cải tạo căn phòng cũ cho bình rượu mơ của ông bố đầy tâm lý sau khi đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm. Đa phần đều cho rằng chắc hẳn đây là một người bố rất yêu và chiều chuộng con nên đã tâm huyết tự tay sửa chữa, tạo cho con một không gian riêng đầy tiện nghi trong chính căn nhà của mình. Một vài bình luận mà dân tình đã để lại ở bên dưới video. Căn phòng dễ thương ghê, như này bé sẽ thích ngủ riêng và có hứng thú học tập hơn biết bao đó. Đúng là con gái rượu của bố, chắc chắn bé sẽ thích mà đi khoe cho cả xóm biết cho coi. Trông đẹp thật đó, nhưng chỗ đầu con gấu có mấy góc nhọn trông hơi nguy hiểm, bố mẹ nên chú ý một chút nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.